Chào các bác, đây là một chiếc đồng hồ Atlantic điện tử đấy, của một bác tên là Thắng gửi cho em. Bác này là chuyên gọi là shipper, đấy, thì là bác ship hàng cho em thì bác ấy biết em nên là bác ấy gửi cho em thôi. Đó, thì bác ghi như sau: đồng hồ của em đi thay pin do họ làm không cẩn thận bị vào nước. Anh vệ sinh lại đồng hồ cho em và kiểm tra lý do tại sao lại bị vào nước. Nếu do gioăng thì thay gioăng cho em. Có gì bác liên hệ theo số điện thoại trên cho em. Điện thoại phía trên em che đi. Em này bác Thắng. Đó. Thì tức là cái đồng hồ này bác ấy mang ra thợ để thay pin. Nhưng sau khi thay pin xong về thì bị nước vào. Đó. Rất nhiều nhé bác nhé, rất nhiều, em gặp rất nhiều trường hợp như này nhé. Chứ là đồng hồ dùng bình thường nhưng khi đi thay pin xong ấy về là nước vào. Đây, cái chốt này chốt 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 rẻ tiền các bác này. Đó, nó dỉ này, nó dỉ hai bên các bác em. Đó, đó. Nó dỉ, còn cái chốt xịn của nó đây này các bác này. Chốt xịn của nó này, nó sáng này các bác, đúng không? Đó, nó không bị dỉ thế nào cả. Nhìn nhìn cái đầu 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 chốt là biết rồi mà. Đó. Các bạn nhìn chữ đầu chốt là nó biết ngay. Em chưa tháo ra chốt ra em cũng đã nhìn em biết rồi, nhưng em cố tình em tháo ra cái chỗ này ra để chỉ cho các bác này này. Nhìn đầu chốt này nó không 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 sáng, đúng không? Đầu chốt này nó sáng bóng, nó là inox thì nó sẽ sáng bóng, còn nó là hàng mạ thì nó sẽ bị oxy hóa thôi. Đó, rất đơn giản thôi. Đó, nhưng mà muốn tháo ra để chỉ cho các bác xem thì không lại bảo em nói suông. Thế cơ. Nhiều bác nghe nắm lý lắm. Rồi, bây giờ em sẽ tháo cái đồng hồ này ra kiểm tra xem nước nó vào đường nào. Cái đồng hồ này lắp cậy các bác nhé, này cậy này. Để con dao đây và em đồ gõ, em gõ. Đó, một phát là ra đây mà các bác, rất đơn giản thôi mà. Đó. Rồi bây giờ em sẽ kiểm tra xem cái đồng hồ này nước nó vào đường nào nhé. Rất nhiều người khi thay pin xong không để ý đâu, nên là về là nước vào. Em gặp nhiều trường hợp này lắm, có những video rất cụ thể giải thích vì sao đây các bác. Đó, em bật cái điện lên cho sáng, tối quá em không nhìn thấy gì cả. Đó. Rồi bây giờ em sẽ tháo cái này ra. Ở cái đồng hồ này em muốn tháo ra phải rút ra một nấc nhé mới tháo được ra cho các bác nhé. Đấy, rút ra một nấc thì khi ấy ấn cái nút này nó mới ra này. Đấy. Rồi bây giờ em sẽ kiểm tra đường núm. Đường núm. Đường núm còn ok nhé. Đường núm còn ok này. Vậy thì nó chỉ vào đường nào theo các bác? Xin thưa nó chỉ vào đường đáy thôi các bác ạ. Nhá, nó chỉ vào đường đáy thôi nhé. Đó. Bởi vì bình thường bác ấy dùng không bị sao đúng không? Tức là đường mặt kính không làm sao. Vậy thì chỉ còn đường núm và đường đáy thôi. Đấy. Đường núm này em kiểm tra theo cảm giác của tay em ấy, khi em vặn em đút núm vào này này. Đấy. Là em biết ngay là nước nó vào được nào. Là cảm giác là núm này nó còn có độ mút. Độ mút để chịu nước được không? Đấy, thì cái cảm giác của tay mình ấy, mình không nhìn thấy đâu. Mấy cảm giác ở tay mình là mình biết đấy mà. Này, nó mút ở tay này. Đó. Núm nó mút hay không là mình biết ngay. Đó, nó mút như này là được. Là không sao. Vậy thì nước nó vào đường nào? Đó là vào đường lắp đáy các bác nhé. Và đến 90%. 90%. Thợ tháo ra ta thay pin nó không để ý cái đường đường đáy này. Nên là nước nó vào chủ yếu vào đường đáy. Các bác ạ. Đó. Rồi bây giờ em sẽ khắc phục luôn cho khách nhé. Nói cái làm luôn chứ không nói lằng nhằng. Đặc điểm của em là vừa nói vừa làm nên là không nói suông. Đây này, cái răng này các bạn này. Đó. Đó, thay cái răng này là ok đây các bạn. Đó. Và trước khi thay răng thì mình phải lau đi nhé. Lau cái đấy đi này. Cho sạch sẽ. Đây, đó, bẩn này các bạn. Lau sạch đi thôi. Rồi thay cái răng khác. Rồi bây giờ em sẽ thay một cái răng khác nhé. Này, cái răng này nhỏ hơn, này nó có độ giãn mà các bác. Đó.
thay với răng khác. Thì cái răng này thì dùng một thời gian nó sẽ bị xẹp đấy các bác. Nên là rất nhiều thợ không để ý khi thay pin. Còn khách thì bảo là đồng hồ của tôi đang chịu nước đường bình thường đúng không? Nhưng tại sao tôi đưa ra thợ thay pin nước lại vào? Đấy, nó là chỗ này đấy các bác. Em làm em không giấu một cái gì cả đâu nhé. Đấy, và tiện cho nhổ em sẽ trả luôn cho khách. Thợ đa số không để ý cái này đâu. Em gặp nhiều trường hợp này lắm rồi. Và nếu nó vào thì nó ảnh hưởng đến pin thay, ảnh hưởng đến máy. Nói chung là ảnh hưởng đến toàn bộ. Đấy. Bác này chuyên shipper nên là chuyên nhận gửi hàng cho biết em. Nên là gửi cái đấy. Đó. Xong. Và bây giờ mình sẽ bắt nó vào các bác. Bắt nó vào. Bác nào cần thì liên hệ với em số Zalo này nhé. Đấy. Các bác vào Zalo, trên Zalo có chữ tìm kiếm ấy, các bác đánh số điện thoại này vào là ra Zalo của em. Các bác nhắn tin giúp em, các bác đừng gọi. Đấy, thì các bác nhìn thấy này, khi tháo ra này nó sẽ có cái bật này. Đó. Rồi, đó thấy không? Mình phải quan sát là mình phải làm sao? Mình phải vệ sinh luôn cho khách. Đấy. Cái này chẳng chẳng nói đâu mà chẳng ai nhìn thấy đâu. Này. Đó, thấy không? Các bác nhìn thấy không? Bẩn nó là cái két mồ hôi đấy, mồ hôi của con người đấy. Nó dính vào đây này. Đấy. Rồi là nó rơi vào máy, nếu mà nó là máy cơ nó rơi vào là toi máy. Đấy, mình cứ thổi đi thôi các bác, thổi cái nó ra ngay mà. Đó, nó sạch các bác. Đấy, còn chỗ nào mà nó bẩn nữa thì mình cố gắng nó chui vào trong thì mình cố gắng mình nhặt ra cho khách này này. Đó, nhá. Đó các bác. Đấy, cái này mình quan sát, yếu tố quan sát rất quan trọng các bác nhá. Này, và đặc biệt cái căn này này. Đấy, thì nếu mà bẩn thì mình sẽ lau cho khách. Đấy, và mình thổi luôn cho mình này. Đó. Cái này mặc dù đơn giản thôi, gọi là thay pin ăn tiền thôi. Đấy, nhưng mà thay pin nó có nhiều đường cách thay pin lắm. Đấy, thay thay xong để lấy tiền thì nó đơn giản đúng không, rất dễ đây, nhưng mà thay xong lấy tiền đây nước vào đúng không, thậm chí là rất là bẩn đấy đúng không. Đấy, sau khi xong mình sẽ dùng bàn ép mình ép lại các bác nhé, dùng bàn ép này. Đó, để ép lại cho nó chuẩn. Rồi em sẽ để xuống đây ép cho nó chuẩn. Và cái ép này thì mình nên lót cái giấy vào các bác ạ, lót cái giấy vào để cho nó khỏi xước đồng hồ của khách là ok nhất. Đây, cái giấy này này. Đấy, mình lót nó vào thì nó an toàn cho đồng hồ của khách các bác ạ. Đấy, cái việc đơn giản thôi, nhỏ thôi nhưng lại rất quan trọng đúng không, rất quan trọng. Cảm giác cái tay em ở dưới nó cân hay chưa, hai hai tay hai bên này, cảm giác ở đây em mới biết nó cân hay chưa. Đó. Rồi, hai các bác nhìn thấy em sau khi em lắp xong vào là khít khít luôn. Đúng không? Luôn mình sẽ lau sạch cái này đi. Đó. Lau sạch cái này đi. Thế là xong các bác. Thế là xong thôi. Rất đơn giản thôi, đúng không ạ? Đấy. À, bây giờ thử nước cho khách. Và trước khi thử nước ấy, thì có một cái mẹo nhỏ. Trước khi thử nước các bác nhé, thì các bác cần phải làm gì? Cần phải sấy nóng để kiểm tra lại xem trong máy nó còn nước hay không. Đấy. Nếu trong trường hợp mà các bác chống nước rồi mà các bác không sấy nóng như này, thì nước trong máy nó vẫn còn. Các bác vẫn nghĩ là gì? Chống nước chưa được, đúng không? Đấy. Là một cái mẹo nhỏ mà em hay làm. Là sấy nóng như này. Đó. Để kiểm tra. Sấy bằng máy sấy tóc thôi các bác, chứ không phải là cái gì cao siêu cả. Đấy, sau khi sấy xong cứ để như này một lúc. Nếu cái mặt kính này nó mờ,
mà nó tụ lại là không ok. Đó. Còn nếu mà nó chạy bình thường là ok. Đó, thế là một cái mẹo nhỏ. Chào các bác.